Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động của tỉnh Tây Ninh chiếm tỷ lệ khá cao trong lực lượng công nhân viên chức lao động, đặc biệt trong các ngành như giáo dục, y tế, dệt may, cao su. Phong trào thi đua hai giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà được chị em trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Tại huyện Bến Cầu, chị Trần Thị Hoàng Anh công tác tại trường tiểu học thị trấn được xem là một trong những tấm gương nữ hài giỏi tiêu biểu với nhiều đóng góp trong nhiệm vụ chuyên môn, tích cực với mọi hoạt động công đoàn và là một người mẹ, người vợ đảm đang, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa tại nơi cư trú. Đây được xem là một bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa nữ hài giỏi của công đoàn huyện Bến Cầu mà chúng tôi ghi nhận trong chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này, nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2014. Cũng như bao giáo viên, với công việc hàng ngày đứng lớp giảng dạy, chị Trần Thị Hoàng Anh, một nhân viên phụ trách thư viện của trường tiểu học thị trấn thuộc huyện Bến Cầu, đảm nhận công tác thư viện trường, cung cấp cho các em học sinh những kiến thức bổ ích từ sách báo, cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Đồng thời, thư viện trường cũng phục vụ cho công tác nghiên cứu, bổ trợ nội dung bài giảng, kiến thức dành cho giáo viên. Đây là một buổi đọc sách tại thư viện trường do cô Hoàng Anh phụ trách. Tại đây, các em học sinh được cô nhân viên thư viện nhẹ nhàng uốn nắn từng tư thế ngồi đọc của các em, cung cấp cho các em những quyển sách có nội dung giáo dục, phù hợp với độ tuổi của các em, tạo được niềm yêu thích cho các em đến với thế giới kiến thức thông qua việc đọc sách báo. Tuy không đứng trên bục giảng, nhưng đối với chị Trần Thị Hoàng Anh, sinh năm 1974, qua nhiều năm trong nghề phụ trách thư viện, chị luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với nhiều sáng kiến, đề tài khoa học, lên kế hoạch liên quan đến công tác thư viện, góp phần cùng nhà trường chăm lo, giáo dục cho các em học sinh. Trong nhiều năm qua, thư viện trường đã xây dựng tủ sách dùng chung. Các em học sinh nghèo, học sinh diện chính sách đều được mượn sách tại thư viện. Nhà trường đã duy trì và phát huy phong trào tặng sách giáo khoa cũ trong học sinh để hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo vào năm học mới, tất cả học sinh trong nhà trường đều có sách giáo khoa để học tập. Năm 2012, chị Hoàng Anh đã thực hiện đề tài khoa học cải tiến tổ chức quản lý thư viện nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc tại trường tiểu học thị trấn Bến Cầu, đã được Hội đồng Khoa học huyện Bến Cầu đánh giá cao và cho triển khai thực hiện trong toàn huyện. Đề tài được thực hiện như một thư viện nhỏ di động, luân chuyển tài liệu, sách báo đến tận tay người đọc. Mục tiêu của đề tài là giúp cho cán bộ thư viện, giáo viên chủ nhiệm và học sinh có sự phối hợp nhịp nhàng, thuận lợi trong việc theo dõi và quản lý tài liệu, tận dụng không gian và tiết kiệm được thời gian, thu hút nhiều em học sinh tham gia vào việc đọc sách, hình thành thói quen đọc sách cho các em. Ngoài ra, chị còn tham mưu với ban giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm xây dựng mô hình thư viện gốc lớp nhằm khắc phục tình trạng quá tải của thư viện, vừa tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng số lượt đọc của học sinh nhiều hơn. Tiếp tục phát huy sự năng động, nhiệt tình của người quản lý thư viện, trong năm học vừa qua, chị Hoàng Anh đã thực hiện đề tài giải pháp phát huy văn hóa đọc trong học sinh tại thư viện trường tiểu học thị trấn Bến Cầu, được Hội đồng Khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh xếp loại được đánh giá cao. Với đề tài này, chị đã nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao qua Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 năm 2013. Chia sẻ về những nỗ lực của bản thân trong công tác chuyên môn và cuộc sống gia đình, chị Hoàng Anh cho biết. Thì bản thân mình cũng xác định là đối với công việc thì là trách nhiệm và đồng thời là niềm đam mê. Chúng ta đã chọn nghề thì phải yêu nghề và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, thường xuyên học tập. Còn đối với gia đình thì đó là bổn phận, là trách nhiệm, nói chung là chức năng, là hạnh phúc của người phụ nữ. Cho nên mình phải hoàn thành tốt cái công việc gia đình. Trong gia đình chúng ta giáo dục con cái bằng những cái chuẩn mực đạo đức thì cha mẹ phải là một cái tấm gương, là một cái hình mẫu để giáo dục con cái. Đối với con cái thì mình vừa động viên, mình gần gũi bao dung để giúp con vượt qua những cái mệt mỏi hay là phiền muộn, nhưng đồng thời mình cũng rất là nghiêm khắc và không dung túng với những cái hành vi sai trái. Thì về gia đình mình thì mình có hai cháu,
một cháu gái lớn sinh năm 98, đang học lớp 11 CL1 của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bé trai sinh năm 2003, đang học lớp 61 trường Trung học cơ sở Thị Trấn. Thì nói về bí quyết để mà thành đạt được những cái thành tích này thì có thể nói là mình cũng chẳng có bí quyết gì, nhưng mà có lẽ mình có một chút xíu may mắn, đó là được ông xã công tác chung ngành giáo dục, có cùng chuyên môn. Có thể là do những cái điều kiện như vậy nên anh hiểu và tạo điều kiện. Trong công việc khi mình gặp khó khăn thì anh cũng góp ý và hỗ trợ trong nhiều năm qua để mà đạt được cái thành tích như ngày hôm nay. Với tâm niệm tất cả vì nhà trường, vì đàn em thân yêu, với những cải tiến trong công tác quản lý thư viện cũng như phối hợp tốt với các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường, nhất là phối hợp tốt với phụ huynh học sinh, nên nhiều năm qua, chị Trần Thị Hoàng Anh đã góp phần giúp cho thư viện trường luôn đạt danh hiệu thư viện xuất sắc. Cá nhân chị Hoàng Anh nhiều năm liền đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua tỉnh. Bản thân là một đảng viên, chị Hoàng Anh luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, giữ vững tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau với các anh chị em đồng nghiệp để cùng tiến bộ. Hàng năm chị đều là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một đoàn viên công đoàn, chị Hoàng Anh đều luôn tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua do trường, công đoàn tổ chức. Hàng năm đều đăng ký và hoàn thành các tiêu chuẩn như công đoàn viên tích cực, công đoàn viên xuất sắc, nữ hai giỏi, gia đình văn hóa. Nói về một người đồng nghiệp, một công đoàn viên xuất sắc, một nữ hai giỏi như chị Hoàng Anh, chị Trần Thị Bình Thuận, phụ trách nữ công của công đoàn cơ sở nhà trường cho biết. Chị là một người ham học hỏi và có nhiều cái sáng kiến kinh nghiệm đã đạt kết quả cao trong các cái hội thi. Chị là một người năng nổ, hoạt bát, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm, luôn luôn mình vì mọi người. Những nỗ lực phấn đấu giỏi việc nước, đảm việc nhà như chị Trần Thị Hoàng Anh ở trường tiểu học thị trấn Bến Cầu có thể xem là kết quả của phong trào thi đua hai giỏi trong nữ công nhân viên chức lao động của toàn huyện Bến Cầu nói riêng, cũng như góp phần cho vườn hoa nữ hai giỏi của toàn tỉnh nói chung càng thêm rực rỡ. Đánh giá về phong trào nữ hai giỏi của công đoàn huyện Bến Cầu trong thời gian gần đây, bà Đặng Thị Mượn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu đã cho biết. Thì đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong toàn huyện thì Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện đã có tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện có chỉ đạo triển khai cho các cấp công đoàn cơ sở thực hiện cái phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc nhân kỷ niệm 20 tháng 10. Thì các cấp công đoàn cũng đã thực hiện bằng nhiều hình thức, ví dụ như tọa đàm, hội thảo, rồi tổ chức các hoạt động kỷ niệm hái hoa dân chủ và một số hoạt động khác, đồng thời có đăng ký thi đua từng đầu năm và cuối năm cũng có xét công nhận để công nhận các chị em đạt cái những cái thành tích giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thì trong 9 tháng đầu năm đã có trên 50% nữ ngoài nhà nước đã đăng ký, và các nữ công đoàn cơ sở cũng tích cực phát động tại đơn vị và được thu hút được nhiều nữ cán bộ công chức lao động tham gia trong cái 9 tháng đầu năm. Thì cái hoạt động này cũng đã thấy được nhiều khởi sắc so với trước đây. Có thể nói, phong trào nữ hai giỏi đã thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo nữ công nhân viên chức lao động tích cực đóng góp trí tuệ và sức lực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị và địa phương, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, góp phần tô đẹp thêm truyền thống thi đua yêu nước, khẳng định rõ vai trò của nữ công nhân viên chức lao động vào những thành tựu chung của tỉnh nhà trong thời kỳ đổi mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.